lai đinh mạo niên trụ thể ba
thật sơ vi con lăng lễ đường chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh chư tôn hòa thượng chứng minh an toàn nơi hành lễ chứng minh phía trước và đồng thời chúng con cũng thành kính cung thỉnh chư tôn thiền đức tăng ni hoa kỳ quan lâm phân ban an toàn A Di Đà Phật. Về đà tràng của chúng con nơi chặt hẹp xe bạch của chúng con kính nguyện chúng con hòa thượng chí minh tiêu thiện câu thiện đức tăng văn thiện cho phép ban từ chúng con đôi ba phút để sắp xếp đồ về đà tràng. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật ngưỡng bái bạch chư tôn hòa thượng chí minh, ngưỡng bạch chư thượng tọa đại đức tăng chư tôn đức ni. Sáng hôm nay thuyền đàn nhiều trở về neo bến giác sẽ tam thừa thúc dục buổi đăng trình môn đề buồn vì đối ngã tự sinh thiền kính tuổi vì mất thầy chiều giác của hòa thượng của chúng con đã an nhiên thâu thần thị tịch trong mấy ngày qua tăng lễ được cử hành trang nghiêm và long trọng trong sự tiếc thương vô hạn của môn đồ tứ chúng bổn từ chúng con. Và biết rằng cuộc đời như bánh trò đến rồi đi như đại mộng thoáng qua, người đã hồn thể vô thường xuôi dòng bản thể thân tứ đại hoàn nguyên cho tứ đại nghĩa thiên chân đầy tự tại với thiên chân, nhưng lòng chúng con vẫn không sao tránh khỏi những cảm xúc bồi hồi khi nghĩ rằng bậc tôn sư hiền hòa cả kính của chúng con đã vĩnh viễn không còn trên cõi đời này nữa. Trời đến nghĩa, mây buồn dẫn ám đạm, đưa những người về cõi trạm nhiên, từ đấy về lại chốn thiền, còn đâu bóng dáng từ dung hiền hòa. Chúng con thật may mắn được chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng, chư tôn đức ni vì lòng kính tưởng đến giác linh của hòa thượng tôn sư của và môn đồ pháp quyến của chúng con mà long mạnh quang long thập hương hưởng niệm vũng viếng chia buồn. Và giờ này quý ngài là một lần nữa hoan hỷ quang long chứng minh và cầu nguyện cho buổi lễ tưởng niệm và cung thỉnh kim quang của hòa thượng tôn sư của chúng con nhập phù đồ môn đồ pháp quyến chúng con như được tiếp theo nguồn năng lượng ấm áp đầy tình thương với lòng tri ân và chí thành chí kính. Chúng con cung kính giới thiệu quang lâm chứng minh cho buổi lễ sáng hôm nay có sự hoan hỷ của hòa thượng đạo hiệu Thích Trí Tâm, thành viên hội đồng chứng minh của trung ương, trưởng ban nghi lễ trung ương, phó ban trị sự thường trực giáo hội Phật giáo Khánh Hòa đã hoan hỷ quang lâm chứng minh. Chúng con xin cung kính giới thiệu hòa thượng đạo hiệu Thích Như Ý, thành viên hội đồng chứng minh trung ương, chứng minh ban trị sự tỉnh giáo hội Phật giáo Khánh Hòa. Chúng con xin cung kính giới thiệu hòa thượng Thích Thiện Danh, chứng minh ban trị sự giáo hội Phật giáo Khánh Hòa, chứng minh ban đại diện hiệp hội Phật giáo huyện Diên Khánh và hoan hỷ quang lâm chứng minh. Chúng con xin cung kính giới thiệu hòa thượng đạo hiệu Thích Minh Khai, chứng minh ban đại diện hiệp hội Phật giáo huyện Cát Lâm đã hoan hỷ quang lâm chứng minh. Chúng con cung kính giới thiệu hòa thượng đạo hiệu Thích Liệu Pháp, chứng minh ban đại sự tỉnh giáo hội Phật giáo Khánh Hòa đã hoan hỷ quang lâm chứng minh. Chúng con xin cung kính giới thiệu hòa thượng đạo hiệu Thích Quảng Thiện, phó ban trị sự tỉnh giáo hội Phật giáo Khánh Hòa, trưởng ban từ thiện giáo hội Phật giáo Khánh Hòa đã hoan hỷ quang lâm chứng minh. Chúng con cung kính giới thiệu hòa thượng Thích Đạo Hiệu Thích Viên Quang, phó ban trị sự giáo hội Phật giáo Khánh Hòa, chánh thư ký ban trị sự giáo hội Phật giáo Khánh Hòa đã hoan hỷ quang lâm chứng minh. Chúng con cung kính giới thiệu hòa thượng Thích Minh Châu, phó ban trị sự tỉnh giáo hội Phật giáo Khánh Hòa, trưởng ban nghi lễ giáo hội Phật giáo Khánh Hòa đã hoan hỷ quang lâm chứng minh. Chúng con cung kính giới thiệu hòa thượng Thích Chí Viên, trưởng ban hoàng pháp giáo hội Phật giáo Khánh Hòa đã hoan hỷ quang lâm chứng minh. Chúng con cung kính giới thiệu hòa thượng đạo hiệu Thích Nhược Thông, trưởng ban kỷ
kiểm soát ban trị sự giáo hội Phật giáo Khánh Hòa đã phát hỷ quang lâm chứng minh, và đồng thời chúng con xin cung kính giới thiệu chư tôn hòa thượng chư thượng tọa đại đức tăng chư tôn đức ni trụ trì các tự viện tịnh xá tịnh thất niệm Phật đường trong ngoài tỉnh Khánh Hòa cũng đã phát hỷ quang lâm chứng minh buổi lễ sáng hôm nay. Và đồng thời chúng tôi cũng xin giới thiệu đông đảo thiện nam thiện nữ các giới xa gần đã dành thời gian từ từ với đại đạo tràng đến nghĩa từ để góp phần cầu nguyện cho buổi lễ sáng hôm nay. Xin cung kính giới thiệu Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Gương mặt chư tôn hòa thượng chư thượng tọa đại đức tăng ni hành nguyện vào đời để độ sanh, rồi nay công quả đã viên thành, xả báo an tu về tự tại, nhiệm màu biển lặng ánh trăng thanh. Giờ này trước lễ đài của hòa thượng Bổn Sư của chúng con, toàn thể môn đồ pháp quyến chúng con một lòng tưởng niệm và đã tưởng nhớ đến hành nguyện và công hành độ sanh của cố hòa thượng chúng con. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Thích Giác Hạnh phó ban đại diện huyện hội Phật giáo huyện Diên Khánh quan tâm cung tuyên tiểu sử cố hòa thượng Tăng Viên Tịnh. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con đệ tử Thích Giác Hạnh xin đại diện vị giáo hội Phật giáo Diên Khánh đọc tiểu sử cố hòa thượng Thượng Nhiên Hà Tịnh. Nam Mô A Di Đà Phật. Tiểu sử hòa thượng Thích Như Tịnh. Thân thế hòa thượng Thích Như Tịnh, thế danh Nguyễn Lan, pháp danh Thanh Tràng, pháp tự Thành Thọ, pháp hiệu Như Tịnh, đời thứ 41 dòng Lam Tế, ngày sinh năm Đinh Mão 1926 tại thôn Phú Khánh Trung, xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, trong một gia đình thâm tín Phật pháp. Thân phụ là cụ ông Nguyễn Lợi, pháp danh Thanh Ích. Thân mẫu là cụ bà Trương Thị Tỷ, pháp danh Trần Xí. Hòa thượng là con thứ ba trong sáu anh chị em, ba trai, ba gái. Người anh cả cũng có duyên xuất gia, thế danh Nguyễn Sang, pháp danh Trường Sang, pháp hiệu Hải Tuệ. Một danh tăng nổi tiếng đương thời năm 1922 đến năm 1991. Giáo viện Phật học viện Trung Hoàng Hải Đức Nha Trang Khánh Hòa trước và sau năm 1975. Thứ hai, thời kỳ xuất gia học đạo, được sinh ra trong một gia đình thấm nhuần Phật pháp, túc duyên hội đủ, nên năm lên 8 tuổi, tức năm 1935, được sự ái mộ của song thân ngài xuất gia làm đệ tử của hòa thượng Chánh Ký, tu học Phật pháp tại tổ đình Khánh Long Diên Khánh Khánh Hòa dưới sự hướng dẫn của nhị vị hòa thượng Phổ Hiện, tổ Khai Sơn chùa Khánh Long ở Diên Khánh và hòa thượng Chánh Ký trong thời gian 9 năm 1935 đến năm 1947. Năm 17 tuổi 1944, sư chú Nguyễn Lan học xong lớp gì thời pháp
khoảng lớp 11 bây giờ. Năm 12 tuổi, 1939, thợ Sa Di Phương Trường. Năm 20 tuổi, 1947, thợ giới Tỳ Kheo tại tổ đình Thánh Long Diên Khánh. Do Hòa Thượng Bổn Sư Chánh Ký làm Hòa Thượng Đàn Đầu Đường Giới. Năm 1950 đến 1953, Ngài tu học Phật Pháp tại chùa Ứng Quang, Sài Gòn dưới sự hướng dẫn của nhị vị Hòa Thượng Thích Thiện Hoa và Hòa Thượng Thích Thiện Hòa. Năm 1954 đến 1956, tu học tại chùa Khánh Hưng, Sài Gòn dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Pháp Lan. Thứ ba thời kỳ hành đạo, với thiện căn sẵn có cùng sự tu học vững vàng, nên Ngài được giao trách nhiệm trụ trì chùa Linh Nghĩa, xã Diên Thành, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa từ năm 20 tuổi, 1947, cho đến nay. Sau một thời gian du phương học đạo năm 1957, Ngài về lại chùa Linh Nghĩa tổ chức hai khóa an cư kiết hạ tại Bổn Tự năm 1957 và năm 1959. Dưới sự chỉ đạo của giáo hội Tăng Già và sự chứng minh của chư vị Hòa Thượng Phân Từ, Hòa Thượng Chánh Ký và Hòa Thượng Vĩnh Thọ, năm 1976, Ngài làm trưởng ban nghi lễ huyện Giáo hội Phật giáo Diên Khánh. Năm 2002, làm khóa ban nghi lễ tỉnh Giáo hội Phật giáo Khánh Hòa. Năm 1976 cho đến nay, học theo hạnh nguyện của liệt vị tổ sư, chăm lo hành đạo và nuôi dạy tăng chúng. Hòa Thượng tâm niệm rằng, đã thắp sáng lên ngọn đèn của chánh pháp, tiếp nối màn mạch của đạo pháp và góp phần đưa đạo Phật đi vào tương lai một cách vững chãi. Chỉ có sự nghiệp giáo dục và đào tạo tăng tài mới có thể báo đền công ơn của chư Phật. Những việc làm này mang ý nghĩa rất thiết thực dành cho những ai có đủ duyên xuất gia học Phật, tu pháp làm tăng và có khả năng kế thừa ngôi nhà chánh pháp trong hiện tại cũng như trong tương lai ngay tại thế gian này. Hòa Thượng đã độ được hàng trăm người đệ tử tại gia và nhiều đệ tử xuất gia như Thích Trần Tường, Trần Sĩ, Trần Hòa, Tâm Lực, Tâm Can, Tâm Tín, vân vân. Những đệ tử của Hòa Thượng, các vị đang theo học chương trình cử nhân Phật học, có những vị tốt nghiệp cử nhân Phật học ở trong nước và ở ngoài nước, các vị tốt nghiệp thạc sĩ, hậu thạc sĩ và tiến sĩ Phật học ở Ấn Độ, Thánh Địa. Nguồn gốc của Phật giáo nơi Đức Thế Tôn đã ra đời cách đây gần 3.000 năm. Thuận theo quy luật vô thường, Hòa Thượng đã xả bản thân ra đi một cách nhẹ nhàng viên tịch tại chùa Linh Nghĩa, xã Diên Thành, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam vào lúc 12 giờ ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán tháng Giêng năm Quý Tỵ nhằm ngày mùng 10 tháng 2 năm 2013, trụ thế 87 tuổi đời và 66 tuổi đạo. Pháp lợi sanh, trùng hưng tam bảo cùng với Phật tử quy tụ về ngày càng đông, Ngài đã phát đại nguyện trùng tu lại ngôi đại hùng tam bảo đang mục cũ nhỏ hẹp để có nơi rộng rãi. Để có nơi rộng rãi khang trang hơn cho tăng chúng và Phật tử sinh hoạt. Thế nhưng Phật sự chưa được hoàn thành thì Ngài đã chích lý quy tây. Thuận theo quy luật
vô thường, hòa thượng đã xả bát thân ra đi một cách nhẹ nhàng, viên tịch tại chùa Linh Nghĩa, xã Diên Thành, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam vào lúc 12 giờ ngày mùng 1 Tết tháng Giêng năm Quý Tỵ nhằm ngày mùng 10 tháng 2 năm 2013, trụ thế 87 tuổi đời và 66 tuổi đạo. Hòa thượng là bậc tầm lâm thạch trụ, cuộc đời tu học và hành đạo của hòa thượng là tấm gương sáng cho các hàng hậu học noi theo. Chúng con thật quý kính một bậc thầy khả ái, thân thương suốt đời vì sự nghiệp giáo dục và đào tạo thánh tài. Chúng con cùng nhau thắp nén tâm hương nguyện cầu giác linh cố trưởng lão hòa thượng thượng như hạ tình cao đăng Phật quốc, hồi nhập ta bà hóa độ chúng sanh đồng thành chánh giác, giết cụ lối về còn hiển hiện, hoa đàm tuy rụng vẫn còn thương. Phụng vì tâm quyên tịch Linh Nghĩa đường thượng, từ lâm tới chánh tâm tư thập nhất thế, thượng thanh hạ tràng tự thành thọ hiệu như tịnh hòa thượng chi giác linh chứng minh. Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật tác đại chứng minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 70 năm khắc khổ miệt mài mong chúng sanh được dùng thánh giáo, ba bởi vì một lòng vì đạo dọc khó khăn chẳng ra biệt rơi, cứ tưởng kề đất địa rong chơi không hạ, hỏi ta bà về bước độ tha, nào ngờ duyên trần hợp tánh vẫn phải một chuyến đi xa, bỏ lại tình nghĩa đậm đà tiếng than vẫn lệ. Ôi thôi cõi trần thế bao người bi cảm, nhớ từng lời đạo hành thánh cao, mong giác linh lặng lẽ bước vào tam ma được tiến thì ao hạnh. Nơi đây chúng con hạ môn đồ pháp khuyên đồng quỳ trước linh đài trước giờ tu tâm thiên quan của hòa thượng tôn sư nhận phù đồ chỗ pháp khuyên, dâng lời cảm biệt trước linh đài giác linh của hòa thượng tôn sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch hòa thượng trưởng lão Thích Thiện Bình, phó pháp chủ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, kiêm trưởng ban trị sự tỉnh Giáo hội Phật giáo Khánh Hòa. Kính bạch hòa thượng trưởng lão Thích Trí Tâm, trưởng ban nghi lễ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính bạch hòa thượng trưởng lão Thích Như Ý, chủ lễ pháp tròn tang lễ điện chủ tổ đình Linh Sơn Pháp Bảo Nha Trang Khánh Hòa. Kính bạch hòa thượng trưởng lão Thích Thiện Danh, chứng minh huyện Giáo hội Phật giáo Diên Khánh, trưởng ban tổ chức tang lễ. Kính bạch thượng tọa Thích Trần Thi, chánh đại diện huyện Giáo hội Phật giáo Diên Khánh, phó trưởng ban tổ chức tang lễ. Kính bạch thượng tọa Thích Như Minh, chủ sám tang lễ điện chủ sắc tứ Liên Hoa Tự Nha Trang Khánh Hòa. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni và quý Phật tử gần xa, từ Mỹ quốc Hoa Kỳ, chúng con nghe tin giác linh cố trưởng lão hòa thượng thượng Như Hạ Tịnh, bổn sư y chỉ sư của chúng con viên tịch tại chùa Linh Nghĩa, xã Diên Thành, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam lúc 12 giờ ngọ ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán năm Quý Tỵ nhằm ngày 10 tháng 2 năm 2013. Kính bạch quý ngài, khi nhận tin nguyên tịch này, chúng con tranh thủ sắp xếp thời gian về để hầu kim quan lễ giác linh thầy. Chúng con nhận biết rằng thuận theo thế vô thường, hòa thượng của chúng con đã xả báo thân tứ đại ngũ uẩn này là một bài học thiền quán để chúng con chiêm nghiệm và quán chiếu. Kính bạch chư tôn đức và quý Phật tử, nhân tiện đây chúng con xin cung thỉnh quý ngài hoan hỷ chứng minh và chứng riêng cho chúng con có đôi lời bộc bạch thành kính đối với giác linh cố trưởng lão hòa thượng của chúng con trong hiện tại cũng như lúc sinh tiền.
Kính bạch Giang Linh Thầy, chúng con kính nghe rằng Santara là nhờ ơn giáo dưỡng của cha mẹ nuôi lớn từ bi, đạo đức, thiền định và trí huệ cho ta, là nhờ ơn giáo dục và đào tạo của thầy tổ. Thật vậy, nhờ công ơn giáo dưỡng của cha mẹ, nhờ công ơn hộ pháp và hoằng pháp của thầy và của quý Phật tử, nhờ công ơn giáo dục và đào tạo của con người tài đức cùng với những công đức tăng ni của quý Phật tử gần xa, thầy đã giúp chúng con trưởng thành trong đạo pháp rất vững chãi. Kính bạch Giang Linh Thầy, noi gương Đức Phật, chư hiền thánh tăng, chư tông đức tăng ni trong quá khứ cũng như trong hiện tại, thầy đã đưa cho chúng con vào con đường đạo kể từ khi chúng con còn là những chú điều tập sự, tập đi những bước đi an vui và giải thoát trên con đường tu tập, giác ngộ và giải thoát của Đức Thế Tôn. Kính bạch Giác Linh Thầy, nhờ công ơn giáo dục của thầy, huynh đệ pháp nữ chúng con có duyên lành theo học các trường Phật học ở trong nước và ở nước ngoài như Việt Nam, Ấn Độ và Hoa Kỳ. Lúc sinh tiền, thầy còn khỏe mạnh và minh mẫn, hợp chư tôn đức, vị giáo hội Duyên Khánh và các hàng đệ tử trong sư môn giao phó và chỉ định. Pháp tưởng của thầy là Thích Trường Tường, người có trách nhiệm trực tiếp trong nơi ngôi Già Lam chùa Linh Nghĩa. Các hàng đệ tử sau này của thầy là những huynh đệ cùng nhau xây dựng và đóng góp ý kiến trong tinh thần tương kính và lục hòa, phát huy Phật pháp tại quê hương và tha hương càng ngày càng tốt đẹp trong hiện tại cũng như trong tương lai. Riêng cá nhân con Thích Tình Sĩ, pháp tử của thầy, sau khi tu học và tốt nghiệp Phật học tại các trường đại học Delhi, Ấn Độ, ngày 1 tháng 3 năm 2009, con trở về chùa Linh Nghĩa, nơi con được sinh ra và trưởng thành trong Phật pháp trong những ngày đầu tiên với thầy. Tháng 4 năm 2009, con cũng thỉnh thầy và chư tôn đức tỉnh nhà làm lễ tạ ơn sư và cha mẹ. Năm đó con có đủ duyên trực tiếp đảnh lễ thầy cùng chư tôn đức tăng ni. Con cảm thấy rất là hạnh phúc khi nhận biết thầy đang có mặt trong tâm thức và trong các sinh hoạt hàng ngày của chúng con. Tháng giêng năm Canh Dần 2010, được sự cho phép của giáo hội Phật giáo tỉnh nhà và của các cấp chính quyền, thầy đã cung thỉnh chư tôn đức tăng ni và quý Phật tử dạy bảo chúng con làm lễ đặt đá xây dựng và đại trùng tu chùa Linh Nghĩa. Từ ngày đặt đá cho tới nay, thầy luôn giữ tâm niệm rằng mong ngôi Già Lam chùa Linh Nghĩa sớm hoàn tất nên thầy thấy thầy vui và để làm nơi tu học cho các hàng Phật tử tại gia và xuất gia gần xa. Nhưng khi ngôi Già Lam chùa Linh Nghĩa chỉ được hoàn tất 1/2 là thầy đã quy tay về với Phật. Với tâm niệm an lành của thầy, chúng con nguyện thắp sáng lên ngọn đuốc của chánh pháp, thắp sáng lên ngọn đuốc của tình thương, thắp sáng lên ngọn đuốc của hòa bình, an vui và giải thoát cùng với chư tôn đức tăng ni của quý Phật tử gần xa. Chúng con nguyện góp phần tịnh tài, tịnh vật, tịnh tâm và tịnh ý để cùng nhau xây dựng ngôi Già Lam chùa Linh Nghĩa sớm thành tựu như ý nguyện. Kính bạch Giác Linh Thầy, tháng 3 năm 2010, con có đủ duyên lành tu học tại Hoa Kỳ. Cho tới ngày hôm nay, con luôn nhớ lại những lời thầy dạy trong buổi lễ tạ ơn sư và cha mẹ năm 2009. Thầy dạy rằng bây giờ các con đã trưởng thành trong đạo pháp rồi, dù ở nơi nào các con nhớ cố gắng giữ gìn và vun trồng đạo đức và Phật pháp trong con càng ngày càng thêm lớn. Những lời dạy của thầy năm xưa, năm nay chúng con mới thấu hiểu và đã thấm sâu vào dòng tâm thức an lành của chúng con. Những lời dạy của thầy là hành trang và tư lương cho cuộc sống tu tập hàng ngày của chúng con rất vững tiến. Chúng con luôn mãi khắc ghi. Thật vậy, ngày lễ tạ ơn sư và cha mẹ cũng là ngày hoa trái tu học an vui và hạnh phúc giữa thầy và trò, giữa người con đối với cha mẹ,
cũng là ngày sau này, cho tới hôm nay con không đủ duyên gần gũi bên thầy để lo chăm sóc và mọi những kinh nghiệm sống và những lời hay ý đẹp khi thầy tuổi già. Giờ này trước hướng trước linh tiền, hướng trước giác linh tiền, dưới sự chứng minh của chư tôn Thiện Đức Tăng Ni, chúng con thành tâm tỏ bày sám hối, kính giác linh thầy, hoan hỷ chứng minh tấm lòng thành khẩn sám hối của chúng con. Kính bạch chư tôn Thiện Đức Tăng Ni, kính thưa quý Phật tử gần xa, qua những lời cảm niệm giác linh bổn sư ân sư của chúng con, nếu có những ý niệm nào không trong lành, ngưỡng mong quý ngài từ bi chỉ giáo. Đã tới giờ đưa Kim Quang đi vào, thỉnh Kim Quang đi vào bảo tháp, gia quyến pháp kiến chúng con thành tâm cung thỉnh quý ngài và quý Phật tử hoan hỷ nhín chút thời gian quý báu, đưa dòng thông sư phụ của chúng con tới nơi tịch tỉnh an tịnh như tài. Cuối cùng toàn thể gia quyến và pháp quyến chúng con thành tâm đê đầu kính lễ quý ngài và kính lễ gia quyến tối thượng lão hòa thượng của chúng con cao bái. Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Làm đức làm sao chúng con nguyện nhớ lời thầy dạy, tám bản trọn đời thân gửi trao. Giờ này sau lời cảm niệm ân sư của đại diện môn đồ pháp quyền, là lời cảm niệm tôn sư của đại diện Phật tử môn đồ, xin mời Phật tử tâm đọc đối trước linh đài cùng đối trước chư tôn hòa thượng chư tụ tòa đại đức tăng ni dân lời cảm niệm. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thượng như hạ tịnh, vị thầy tôn kính của chúng con, chúng con kính nghe rằng bên cạnh chúng xuất gia nam và chúng xuất gia nữ của Đức Thế Tôn, chúng tại gia nam và chúng tại gia nữ, chúng con đóng một gia, chúng con đi vào con đường đạo pháp. Thầy dạy chúng con những điều rất đơn giản nhưng rất sâu sắc trong cuộc sống hàng ngày tu tập, đó là tâm nghĩ việc thiện, nói lời nói thiện. Hôm nay mặc dầu thầy của chúng con đã viên tịch, nhưng hàng Phật tử của chúng con cố gắng thực hành làm theo những lời thầy dạy càng ngày càng ý nghĩa hơn, để đem lại an lạc và hạnh phúc cho tự thân và cho tha nhân ngay trong cuộc đời này. Kính bạch giác linh thầy, trong lúc chùa Linh Nghĩa chỉ được hoàn tất xây dựng 1/2 thì thầy đã viên tịch, nhưng tâm niệm của thầy mong muốn hàng Phật tử tại gia chúng con mỗi người cùng nhau đóng góp tịnh tài tịnh vật để ngôi già lâm chùa Linh Nghĩa được thành tựu viên mãn. Nương theo hạnh nguyện của trưởng giả Cấp Cô Độc và nữ trưởng giả Tỳ Xá Thư, Phật tử tại gia chúng con bằng tâm lực và tài lực của mình quyết tâm cùng với chúng xuất gia cùng nhau xây dựng ngôi già lâm chùa Linh Nghĩa sớm được thành tựu để làm nơi tu học cho hàng Phật tử của chúng con sau này. Kính bạch giác linh thầy, những việc làm và tâm niệm của thầy còn lại cùng với chúng xuất gia, hàng Phật tử tại gia chúng con luôn dũng mạnh phát tâm hộ trì tam bảo, nguyện theo nối gót tôn sư cùng nhau phát nguyện tu học và trở thành những người Phật tử tại gia thuần thành, những gia đình đạo đức và gương mẫu đi trên con đường tu học và an lạc của Đức Thế Tôn. Hôm nay quỳ trước giác linh thầy, hàng Phật tử tại gia chúng con phát nguyện tinh tấn dũng mãnh làm những điều lành, nói những điều lành và nghĩ những điều lành, hiếu và thực hành như vậy. Hàng Phật tử tại gia chúng con xứng đáng là những người hộ trì tam bảo, những người đệ tử trung kiên của thầy, những người hộ pháp đắc lực trong hiện tại cũng như trong tương lai. Cuối cùng, hàng Phật tử tại gia chúng con thành tâm kính lễ chư tôn
tịnh đức tăng ni và quý Phật tử hiện tiền vô lượng an lạc, vô lượng kiếp tường. Chúng con thành tâm kính lễ giác linh cố hòa thượng Thượng Như Hạ Tịnh Cao Đăng Phật Quốc trở lại Ta Bà giáo hóa chúng sanh đồng lên bờ giác. Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Người đã rời xa nhất mọi đường, nơi đây tứ chúng cảnh lòng thương, thông dông phượng thế rời sắc diệt, chẳng bằng trần ai chẳng phẩm ngương. Buổi lễ tưởng niệm cố hòa thượng Tôn Sư tại chùa Lớn Nghĩa, nơi lễ đường cung vị giác linh của hòa thượng Tấn Quân Thịnh đạt viên mãn. Chúng con thay lời cho ban tổ chức và môn đồ học viên thành kính cảm niệm ân đức của chư tôn giáo phẩm trong ban trị sự giáo hội Phật giáo Khánh Hòa, chư tôn thiền đức trong ban đại diện hiệp hội Phật giáo huyện Diên Khánh, chư tôn hòa thượng chư đường tòa đại đức tăng, chư tôn đức ni trú trì các cửa thiền tịnh xá tịnh thất niệm Phật đường trong và ngoài nước đã hoan hỷ quan lâm cúng biến chia buồn thắp hương tưởng niệm giác linh của hòa thượng của chúng con và gửi lời chia buồn cho lễ phong độ quý của chúng con trong suốt những ngày tang lễ. Và hôm nay chư tôn thiền đức đã quan lâm chi thân cho buổi lễ tưởng niệm và cúng tống thiên quan của hòa thượng của chúng con nhận phù đồ. Chúng con cảm niệm ơn đức ấy và kính nguyện chư tôn hòa thượng chư đường tòa đại đức tăng, chư tôn đức ni pháp thể cương an về đăng thường chiếu và Phật sự liên hành. Đồng thời môn đồ pháp quyến, chúng tôi không quên cảm niệm tấm lòng của quý vị các cấp chính quyền địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi cho bổn tự chúng tôi tổ chức tang lễ trong suốt mấy ngày qua. Và đồng thời môn đồ pháp quyến, chúng tôi cũng không quên cảm niệm công đức của tất cả quý vị trong các cơ quan đoàn thể, các công ty, các quý vị Phật tử gần xa đã dín thời gian quý báu của mình đồng tài trợ về đây đạo tràng chùa Đức Nghĩa để góp phần cầu nguyện cho tang lễ của hòa thượng Tân Biên Định được thành tựu viên mãn. Kính chúc liệt quý vị thân tâm thường an lạc. Nam mô viên mãn tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đạt chứng minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chư tôn hòa thượng chứng minh đã niệm liên hương cầu trách trong lễ đường và bên trong để cung thỉnh an thờ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Toàn thể môn đồ ban tổ chức và môn đồ pháp quyến, chúng tôi xin thông qua đồ hình phát dẫn như sau. Thứ nhất là pháp loa, tiếp theo pháp loa là khánh lệnh, sau khánh lệnh là khai lễ, sau khai lễ là bê tích lọng, sau bê tích lọng là chấp lệnh, tiếp theo chấp lệnh là chư tôn hòa thượng chứng minh, sau chư tôn hòa thượng chứng minh là chư tôn thì đức tăng, sau chư tôn thì đức tăng là chư tôn đức trong ban kinh sư, tiếp theo chư tôn đức trong ban kinh sư là hòa thượng sám chủ, sau hòa thượng sám chủ là long vị y bác ảnh vị và phan triệu, sau phan triệu là kim quang, sau kim quang là chư ni, sau chư ni là môn đồ pháp quyến và đạo tràng phật tử các giới.
chúng tôi xin thông tri đội hình pháp dẫn quý vị có trách nhiệm chúng ta liệu tri và y theo đội hình pháp dẫn để thực hành A Di Đà Phật. Oh, I
Bye.
hai người kia hơi mỏi tay ấy, đúng không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tốt nha mình. Oh,
Kéo tay này lên. Sơn, anh cô đâu? Lấy trong đây nè, dòm trong đây lấy cái dòm vô. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đúng rồi, cái xây nó bít lại cái này là đổ mét đổ tóc ngoài này ta lót cái ngoài này là làm nền mà. Yeah.